Chào quý bạn đang theo dõi video ở kênh YouTube của mình. Và hiện tại thì các bạn đã cài một chiếc camera hai màu ở điện thoại iPhone ở là máy 1 này. Và cũng các bạn cũng có hỏi là bây giờ mình muốn cài đặt ở trên điện thoại khác thì cài đặt như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn và mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt cái phần mềm hay là cách cài đặt chiếc camera ở trên nhiều điện thoại khác nhau. Thì ở máy 1 là điện thoại của mình là iPhone, còn máy 2 của mình đây là máy Android. Ở máy 2 để quan sát được chiếc camera iMount thì các bạn ở máy 2 thì các bạn sẽ phải tải một cái phần mềm là iMount Lite. Với chiếc điện thoại iPhone hoặc Android thì với iPhone thì các bạn vào Apple Store, để ví dụ là máy 2 này là iPhone thì các bạn vào Apple Store. Mà nếu mà ở trên máy 2 này nó là điện thoại Android, các bạn vào phần CS Play và các bạn sẽ bấm tìm kiếm vào phần mềm là iMount Lite. Đây mình sẽ nhắc lại các bạn nhé. Với điện thoại máy thứ hai, nếu các bạn là iPhone thì các bạn sẽ vào Apple Store tìm kiếm phần mềm iMount Lite. Còn nếu các bạn ở máy 2 thì là Android thì bạn cũng vào phần CH Play tìm kiếm phần mềm iMount Lite và các bạn bấm vào cài đặt. Đây là mình đang hướng dẫn các bạn cách tải cái phần mềm ở trên máy thứ hai để có phần mềm chúng ta theo dõi và quan sát chiếc camera iMount. Và các bạn hãy đợi mình tải ở máy 2 xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để ta xem được ở trên máy 2. Và các bạn ở máy 2 thì bạn mở phần mềm lên và các bạn bấm chấp nhận. Và các bạn ở máy 2 thì bạn sẽ đăng ký cho mình một cái tài khoản. Bạn bấm vào đăng ký và các bạn chọn đến quốc gia, khu vực, chọn Việt Nam, bấm mũi tên. Và các bạn bấm mũi tên bên tay phải. Ở đây thì các bạn sẽ đăng ký cho mình một số điện thoại mà các bạn muốn được cài đặt thêm. Ví dụ như là 0388351613 và các bạn sẽ đặt cái mật khẩu từ 8 đến 32 ký tự, ví dụ như là ABCD1234. Các bạn có thể đặt mật khẩu là theo tên của các bạn, ví dụ như là tên anh A1234 chẳng hạn. Đây mình đặt mật khẩu đơn giản. Còn các bạn muốn bảo mật thì các bạn sẽ đặt nhiều ký tự đặc biệt và có chữ và chữ lẫn số và có ký tự đặc biệt. Và các bạn tích vào đây. Và các bạn bấm mũi tên. Bên đây các bạn hãy đợi server của hãng gửi một cái mã xác thực mà ở máy thứ hai các bạn muốn đăng ký. 541372 541372. Và các bạn bấm mũi tên. Và các bạn bấm mũi tên. Hiện đây thì các bạn sẽ bấm giúp mình chữ đăng ký. Sau khi các bạn bấm đăng ký thì các bạn bấm OK. Hiện đây thì các bạn sẽ chọn dạng tiêu chuẩn hay là theo loại nâng cao, tùy theo các bạn muốn xem khung hình loại
to hay nhỏ, và các bạn bấm tiếp theo, và các bạn bấm tiêu chuẩn. Nếu các bạn muốn treo kiểu nâng cao thì các bạn bấm đây. Thì cái việc là chúng ta xem phát lại thì nó sẽ theo dạng clip theo chiều dọc, và các bạn bấm xong, bấm sau đó. Đây là cái phần mềm ở trên máy thứ hai, và hiện tại thì các bạn ở máy hai chưa xem được chiếc camera, thì bây giờ các bạn sẽ quay vào máy một, và để máy hai xem được thì các bạn muốn xem được chiếc camera thì các bạn hãy gửi cái số tài khoản là cái số điện thoại mà các bạn vừa đăng ký, là đây, số điện thoại. Nếu các bạn đã sử dụng cái chiếc camera rồi, ví dụ ở máy thứ hai này đã có phần mềm rồi và các bạn đã đăng ký rồi mà các bạn muốn là xem chiếc camera, muốn gửi cho cái người ở máy thứ nhất nó là tài khoản nào, các bạn muốn kiểm tra tài khoản của ở trên điện thoại của chúng ta đăng ký là số nào, thì các bạn sẽ bấm vào biểu tượng dưới cùng này, các bạn bấm vào biểu tượng một bà này, thằng người này. Cài đặt đây, các bạn bấm vào phần biểu tượng thằng người này, các bạn sẽ thể hiện đây là số điện thoại các bạn muốn đăng ký. Đây, và các bạn đã đăng ký, đây là cái số mà các bạn đăng ký ở trên máy thứ hai, và thì các bạn sẽ gửi cái số điện thoại mà các bạn đăng ký ở máy thứ hai cho về cái số điện thoại cho người cài đặt đầu tiên của chiếc camera, chia sẻ cho các bạn muốn xem chiếc camera. Bây giờ để các bạn ở máy 1 chia sẻ sang máy thứ hai thì các bạn sẽ bấm vào chiếc camera các bạn muốn chia sẻ. Ví dụ các bạn ở đây là chiếc camera 1 này, các bạn bấm vào 2 chấm và các bạn bấm chi tiết thiết bị, và các bạn sẽ kéo xuống dưới cùng, gần cuối cùng, và chia sẻ thiết bị, và các bạn bấm vào dấu cộng. Và các bạn sẽ ở đây có hai dạng chia sẻ là bằng Gmail và chia sẻ bằng số điện thoại. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách chia sẻ bằng số điện thoại. Nếu các bạn muốn chia sẻ bằng Gmail thì các bạn bấm vào đây, thì các bạn đánh Gmail vào đây và bấm tiếp theo. Và nếu các bạn muốn đăng ký chia sẻ bằng số điện thoại thì các bạn đánh số điện thoại đây. Bạn muốn chia sẻ sang máy này là máy, số điện thoại là 0388351613, thì các bạn đánh vào đây. Và các bạn bấm chữ xong, bấm tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ phân quyền cho cái máy thứ hai xem sử dụng được các chức năng gì. Ví dụ các bạn muốn chia sẻ toàn bộ các quyền này, ví dụ các bạn chọn chia sẻ tất cả các quyền, ví dụ như là điều khiển video này, xem tin nhắn báo động này, xem video nắng mây này, xem video cục bộ này. Nếu các bạn không muốn cho xem phần video cục bộ thì các bạn tắt ở đây, thì cái phần xem video cục bộ thì các bạn sẽ khi mà ở cái người máy số 2 này muốn phần xóa dữ liệu biết là không làm được, hay là xem dung lượng không xem được. Nếu các bạn chia sẻ toàn bộ thì ở máy thu nhập thứ một như thế nào thì máy thứ hai như thế. Và các bạn bấm xong. Khi các bạn ở máy 1 đã mời máy thứ hai, cho phép máy thứ hai được xem. Đấy, đã mời rồi các bạn nhé. Thì các bạn vào máy thứ hai. Và sẽ khi các bạn lên phép rồi thì các bạn sẽ có gửi có một cái thông báo là số điện thoại này muốn chia sẻ thiết bị thông minh với bạn. Bạn bấm vào chấp nhận giúp mình. Thì chiếc camera ở máy 1 đã được chia sẻ sang máy thứ hai.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp một cái camera nữa để cho các bạn thành thạo với việc là chúng ta cài đặt chiếc camera màu cho nhiều điện thoại khác nhau, tính năng là chia sẻ thiết bị cho nhiều tài khoản khác nhau. Và các bạn sẽ vào máy thứ hai, bấm chi tiết chia sẻ thiết bị luôn. Đấy. Các bạn sẽ bấm vào dấu cộng và các bạn sẽ chọn đến số điện thoại các bạn cần chia sẻ. Đây là Gmail các bạn cần cần chia sẻ. Đây là số điện thoại mình chia sẻ cam thứ hai cho người đó. Bấm tiếp theo. Và các bạn có phân quyền cho tất cả các quyền thì các bạn chọn tắt, không thì các bạn lựa chọn các quyền mà chúng ta muốn phân quyền cho xem hay không xem. Và khi các bạn chia sẻ xong thì các bạn bấm chỉ xong cho mình. Đã mời xem chiếc camera thứ hai. Thì khi các bạn mời xem chiếc camera thứ hai thì ở trên điện thoại thứ hai nó sẽ nhận được một cái thông báo. Đấy, khi các bạn liên kết thì các bạn sẽ bấm chữ chấp nhận thì nó sẽ gửi ngay cái thông báo cho các bạn một máy thứ hai. Và ở trên máy 1 và máy thứ hai đều có đã xem được chiếc camera hay không. Còn cách thứ hai để chúng ta vào phần chia sẻ. Có 3 cách để chúng ta vào phần chia sẻ. Vào đến mục chia sẻ của thiết bị. Thứ nhất là các bạn sẽ nhìn thấy mũi tên dấu hai chấm ở đây. Bấm phần chi tiết thiết bị và kéo xuống dưới có mục là chia sẻ thiết bị. Cách thứ hai là các bạn sẽ bấm vào hai chấm đây và các bạn bấm chia sẻ thiết bị. Cách thứ ba là các bạn sẽ bấm trực tiếp vào chiếc camera đó. Và các bạn bấm vào lục giác trên cùng bên tay phải. Các bạn kéo phần xuống phần chia sẻ thiết bị. Là mình đã hướng dẫn các ba cách để các bạn có thể vào cái mục là chia sẻ thiết bị. Từ máy 1 chia sẻ cho người thân trong gia đình với trên nhiều điện thoại khác nhau. Và chiếc camera màu hiện tại thì đang chia sẻ được cho 6 tài khoản, 6 điện thoại. Đấy. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video phần chia sẻ thiết bị camera iMount cho nhiều tài khoản khác nhau và cài đặt chiếc camera iMount hay là cài đặt chiếc camera iMount trên nhiều điện thoại. Chúc quý bạn thực hiện thành công việc là cài đặt chiếc camera iMount chia sẻ cho người khác hay là cài đặt trên nhiều điện thoại khác nhau. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Và chúc quý bạn thực hiện thành công. Và trong quá trình cài đặt các bạn không hiểu chỗ nào thì các bạn để lại lời nhắn trong cái mục bình luận của video này hay các bạn tìm Zalo số điện thoại mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn và chúc quý bạn thực hiện thành công. Trong quá trình cài đặt những chiếc camera màu hay camera an ninh khác thì các bạn không hiểu chỗ nào thì các bạn cũng có thể để lại lời nhắn hay gọi điện thoại Zalo số điện thoại mình sẽ hỗ trợ các bạn. Và cảm ơn quý bạn đã theo dõi video phần hướng dẫn chia sẻ cài đặt camera màu trên nhiều thiết bị cho nhiều điện thoại khác nhau. Và các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được nhiều video bổ ích và nhiều kinh nghiệm nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin cảm ơn quý bạn, hẹn quý bạn ở video tiếp theo.